Trên lề đường một con phố ở New York về đêm, cô gái châu Á trong bộ váy đỏ hững hờ khoe bờ vai trắng nõn, cô ấy một mình trên đường đang chờ xe đến đón mình. Một chiếc xe dừng lại, cô gái mừng rỡ hỏi, có phải anh đến đón tôi không? Một thứ tiếng Anh bập bẹ phát ra từ đôi môi anh đào. Có vẻ như bọn họ không hiểu nhau vì họ không nói cùng một thứ ngôn ngữ. Cô gái thất vọng quay đi, anh tài xế đẹp trai bắt máy gọi cho một người bạn. Sau khi nhờ bạn dạy cho mình vài từ tiếng Hoa bập bẹ, xác định được danh tính của vị khách, cô gái theo anh lên xe. CZ là một tài xế công nghệ, anh nhận các cuộc điện thoại đặt xe và đến địa điểm đón người theo đơn đặt hàng trực tuyến. Mê đắm trước vẻ đẹp của cô gái Trung Hoa, Lily, anh cố gắng lái xe cẩn thận nhất có thể và không quên dùng vốn tiếng Hoa bập bẹ của mình để trò chuyện cùng cô. Cô gái này vừa vặn đúng như người mà anh hằng mong muốn, và vẻ đẹp tuyệt vời đánh đúng vào gu thẩm mỹ của tay lái cừ khôi. Khi đến điểm trả khách, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông to cao xuất hiện, đánh tới tấp vào Lily khi cô vừa bước xuống xe. Có vẻ như cô gái đến trễ. Thấy vậy, CZ vội vàng kéo cô gái vào lại phía bên trong xe của mình. Dồ ga phóng đi khiến người đàn ông không thể bắt kịp, chỉ có thể tuyệt vọng mà chụp vào bức ảnh kỷ niệm với cái đuôi xe xịt khói. Cứ nghĩ cô gái sẽ cảm động vì đã xả thân giúp đỡ, nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của cô nàng. Thậm chí, cô ấy còn có vẻ lo lắng và mong muốn tài xế quay xe lại. CZ thắc mắc vì cảm thấy mình có ý muốn giúp người, đã không cảm ơn thì thôi lại còn nhìn anh với ánh mắt hờn trách. Dù bị đánh, cô ta vẫn muốn quay lại. Thật khó hiểu và tiếc cho cô gái xinh đẹp bí ẩn này. Chiều theo ý muốn của cô gái, CZ liên lạc lại với người đặt xe nhưng không được. Anh đành thuyết phục cô gái nên quay về. Trên đường đi, anh Tây và chị Tàu tìm đủ ngôn ngữ hình thể để có thể hiểu nhau, nói chung là cũng khá thoải mái, vui vẻ. CZ mời cô gái về nhà mình chơi, anh thật sự hào phóng trước gái đẹp. Khui ngay chai rượu đỏ quý giá mà anh đã sưu tầm được trong nhiều năm. Nhìn vào má của Lily, anh nhắc cô đặt một túi nước đá lên để tan máu bầm. Là người thiếu thốn tình cảm từ khi còn bé, lớn lên bị cuộc đời vùi dập nơi xứ người. Lily cảm thấy ấm lòng và tin tưởng vào người đàn ông mới gặp. Cô ngỏ ý muốn đi tắm. Em có thể mượn phòng tắm của anh một chút được không? Mắt CZ sáng lên khi nghe thấy tiếng nỉ non của cô gái áo đỏ. Anh vội vàng đưa nữ thần tiến vào phòng tắm. Đến nơi rồi, Trần vẫn không muốn rời đi. Do dự hồi lâu, anh bước ra ngoài nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại hốt cú chót tấm lưng Trần của người đẹp. Hiểu sâu sắc về đàn ông, cô gái bèn mang cái lò hư hỏng lâu năm ra trả ơn cho người tài xế tốt bụng. Sau khi vui vẻ cùng nhau, cô gái ngủ lại nhà CZ. Sáng hôm sau, Lily bị đánh thức bởi tiếng xào nấu thức ăn bên ngoài phòng. Anh đẹp trai đang chuẩn bị bữa sáng cho cô. Người đẹp xấu hổ muốn lao vào giúp sức cho CZ. Vừa cầm cái sảnh lên chưa kịp xào nấu gì thì cô gái lăn đùng ra ngất. Thấy vậy, CZ vội đỡ cô gái lên giường. Anh càng tò mò hơn về danh tính của mỹ nhân châu Á này. Cô gái lo lắng mỗi ngày dường như đang che giấu một bí mật nào đó không thể nói ra. Sau đó, dưới sự chăm sóc cẩn thận của CZ, Lily cũng dần hồi phục. Cả hai đã tải xuống một phần mềm dịch thuật giúp cho họ giao tiếp dễ dàng. Anh tài xế tặng Lily một chiếc váy tuyệt đẹp và rủ cô gái về quê mình chơi. Hai người trong xe trò chuyện vui vẻ. Khi có rào cản ngôn ngữ, họ sẽ lấy điện thoại di động ra để dịch. Thật buồn cười khi xem buổi hẹn hò này. Trông bọn họ hài hước nhưng rất hạnh phúc. Anh Tây tranh thủ cơ hội thú nhận tình yêu với chị Tàu. Cô gái ngoại giao theo kiểu cây tre, không chấp nhận nhưng cũng không từ chối. Thời gian trôi đi, mối quan hệ của cặp đôi ngày càng tiến triển. CZ tặng Lily một chiếc vòng cổ đắt tiền và muốn cô gái chia sẻ với anh về quá khứ của mình. Lily ngồi bên đường nhìn những đứa bé đi qua. Bất chợt, cô hét lên rồi điên cuồng đuổi theo bọn nhỏ. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô gái thất thần ngồi trên phiến đá không nói một lời. Bỗng một người đàn ông cơ bắp xuất hiện, tỏ thái độ cợt nhã với Lily. Có vẻ như hai người bọn họ quen nhau. Đi nào em yêu. Cô gái chật vật hất tay hắn ra. May mắn thay, CZ đã kịp thời xua đuổi người đàn ông ra chỗ khác. Anh ta nhìn Lily với ánh mắt khinh thường và buôn lời miệt thị. CZ lập tức hiểu những gì Lily đang làm. Đêm đó, CZ yêu cầu Lily rời đi vì anh rất ghét như người hành nghề như cô. Nhưng lúc này, cô gái xinh đẹp đã đem lòng yêu anh Tây. Bằng thứ tiếng Anh trôi chảy, Lily bắt đầu kể về cuộc đời mình. Hóa ra những thứ tiếng Anh bập bẹ trước đây đều là giả tạo. Lúc đó, cô chưa tin tưởng CZ. Sau một đêm tâm sự, anh tài xế đau lòng với cuộc đời bị vùi dập của người đẹp. Cô gái xinh đẹp này chỉ vì một lời nói của bạn trai, một mình đến New York. Không ngờ, vừa bước xuống sân bay đã rơi ra vào vòng tay của bọn quỷ dữ. Thời gian trôi đi, Lily không thể nhớ được cô ấy đã phục vụ bao nhiêu khách hàng. Nhưng cô ấy phải cam chịu phục tùng, không thể chống lại những người đàn ông tàn bạo đó. Ngay cả khi may mắn thoát khỏi, cô gái cũng không thể về nước vì không có hộ chiếu, giấy tờ gì trong người. Cô ấy không có nơi nào để đi.
Chưa kể, nếu gia đình cô ở Trung Quốc biết nỗi ô nhục này, họ sẽ vô cùng xấu hổ. Thông cảm với hoàn cảnh của cô gái, anh đẹp trai cho cô ở tạm nhà mình. Cho tới một ngày, người đàn ông đánh cô gái hôm trước bất ngờ xuất hiện trên ghế sau ô tô của CZ. Người đàn ông tiết lộ cho anh rằng cô bé con này là con gái của Lily. Cô ấy là một người mẹ vô trách nhiệm vì đã bỏ rơi con mình. Tại sao cô ta không quay lại chăm sóc cho đứa trẻ? Nghe những lời này, anh tài xế về nhà đuổi thẳng cô người đẹp ra ngoài. Cô hãy về chăm sóc con cô đi. Sau khi xua đuổi cô gái, CZ đột nhiên phát hiện hộp tiền dành dụm của mình cũng biến mất. Bây giờ anh ấy chắc chắn rằng Lily là một cô gái lừa đảo, đến đây chỉ để lừa tiền anh ta. Anh ta lập tức đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác. Quá ít manh mối. May mắn thay, camera hành trình trong xe đã chụp được khuôn mặt của người đàn ông. Cảnh sát nhận ra anh ta, nhưng họ không thể bắt người vì thiếu bằng chứng. Vì vậy, CZ đã tự mình lái xe đến nhà của người đàn ông. Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn nhà đã đổi chủ. Ngay lúc này, anh nhận ra người đàn ông kia đã lừa mình. Anh ta chính là một kẻ bắt cóc phụ nữ. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh đẹp trai nhấn chân ga, phóng xe đi tìm cô gái. Đến nơi làm việc của Lily, trả một ít tiền, anh nhìn thấy Lily đang mang cái lò hư hỏng ra giao bán. Anh hỏi cô có ăn cắp tiền của anh không. Cô gái phủ nhận và giải thích rằng không phải cô ấy không chăm sóc con gái mình, mà những kẻ ác kia đã giam giữ con gái để ép cô phải làm việc cho bọn họ. CZ rất đau lòng, ngay lập tức muốn đưa người phụ nữ này rời khỏi nơi xấu xa tồi tệ. Nhưng người hùng của chúng ta không thể đánh bại một đống người kia. Vì vậy, anh ta không dùng sức nữa mà dùng tiền để giải thoát cho người đẹp. Nhưng tiền còn lâu mới đủ. CZ đành đưa luôn chiếc xe sang trọng cho bọn họ. Cuối cùng, Lily và con gái đã được tự do. Sau bao năm sống trong căng thẳng, cuối cùng Lily cũng nở một nụ cười ấm áp. Tất nhiên là CZ sẽ không để cho bọn xấu dễ dàng thoát thân. Thực tế, anh đã lắp thiết bị định vị trên xe. Cảnh sát đã sớm tìm ra tung tích của bọn xấu. Cuối cùng, tất cả những kẻ buôn người đã bị tóm gọn. Những người phụ nữ bị mắc kẹt cuối cùng đã được giải cứu. Lily sẵn sàng làm chứng trước tòa. Anh tài xế cũng đã tìm được tiền của mình phía dưới gầm tủ. Họ lại có tiền. CZ cùng hai mẹ con của Lily sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhớ thấy phim hay, cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.